Ngay sau buổi hội đàm rất thành công, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà. Đây là một trong những nghi thức lễ tân rất đặc biệt, thể hiện sự gần gũi, thân tình giữa các nhà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc. Đối với hai nước Việt Nam hay Trung Quốc thì mời uống trà cũng đều thể hiện sự trân trọng, lòng hiếu khách và cũng là dịp trao đổi với nhau những điều chân thành và thẳng thắn. Tại tiệc trà, nghệ nhân Nguyễn Cao Sơn đã giới thiệu các loại trà được lựa chọn từ các vùng trà nổi tiếng của Việt Nam như Hà Giang, Yên Bái, Mộc Châu Sơn La, Lai Châu và Thái Nguyên. Ba sản phẩm trà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thưởng thức bao gồm trà mạn sen đầm trị Hồ Tây với thành phần chính là bạch trà, san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh, Hà Giang kết hợp với gạo sen đầm trị Tây Hồ ướp hương qua 3 năm. Sản phẩm thứ hai là trà ô long lão trà từ cao nguyên Mộc Châu Sơn La. Sản phẩm thứ ba là bạch trà chốt đỉnh 2000 san tuyết cổ thụ Tây Côn Lĩnh Hà Giang hay còn gọi là bạch trà chốt tiền Thanh Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhiều lần cùng nhau thưởng thức các loại trà nổi tiếng của Việt Nam và Trung Quốc.